Năm đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam từ ngày 11 tháng 1, sau đó đi xe khách từ miền Nam ra tới thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong lúc đang tìm cách bắt xe ra phía Bắc để trở về Trung Quốc thì bị lực lượng công an bắt giữ. Các đối tượng đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất là âm tính đối với tất cả năm trường hợp.